Sau khi vừa rồi live stream, em cũng quên để quay cho các bác cái tô bánh đa cua Hải Phòng này gồm có những rau gì. Đây là hoa chuối, rau sống, xà lách ha. Rồi ở đây nè, các bác nhìn nè, cái giò chả ngon chưa, cua, cá nè, chả cá nè. Đó, các bác nhìn thấy không, hành nè, bánh đa cua, và đây là rau cần nè, cực kỳ hấp dẫn. Mà trước khi thưởng thức món này thì các bác phải có những cái gồm có những cái gia vị thêm thêm đây. Đây, tỏi. Tỏi. Ai ăn sa tế thì ăn sa tế ha. Nhưng ở đây có một cái món ớt rất là ngon, đó là loại ớt ngâm. Ớt này nó gọi là ớt ớt gì bác chủ quán nhỉ? Ớt này thì gọi là ớt gì ta? Ớt thóc à? Ừ, ớt thóc. Mà có người gọi là ớt gì ta? Ớt chim ỉa đúng không? Ở miền Nam chúng ta gọi là ớt chim ỉa, ớt cái chim, bởi vì người ta bảo là chim nó ăn xong nó ấy ra thì bắt đầu là tự nó mọc, thì nghe các cụ nói thế. Đây, ớt thóc, ớt thóc. Đấy. Tắc nữa, bảo đảm là thơm ngon cực kỳ luôn. Các bác hãy đến đây và thưởng thức, ủng hộ cho bác chủ quán, mà nhất là các bác nào miền Bắc mà nhớ về hương vị quê hương, đến đây rất là phù hợp. Rất là phù hợp ha, chưa ăn mà mình đã thấy rất là hấp dẫn. Đấy. Giờ chúng ta sẽ thưởng thức coi nó hương vị như thế nào thì em sẽ tả nhá. Béo béo, dễ chịu, không phải là béo béo quá đâu, hương vị đồng mà. Thơm thơm. Đó, xong mình ăn trái ớt thì cho nữa không? Ui, rất là thú vị ấy. Ngon lắm, ngon lắm. Rồi, đến đây thì em cũng xin nhắc lại cái địa chỉ cho các bác đến đây cùng thưởng thức món bánh đa cua nhá. Địa chỉ khu phố 3, Long Đức, phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai, giáp với trường Đại học Nguyễn Huệ 500m, đường ra chợ Forward, nối kết đường Nguyễn Hoàng, trường Lục Quân 2 ra khu công nghiệp Tam Phước, rồi đến quốc lộ 51 chỗ thu lệ phí. Thì đây là địa chỉ tại giáp trường Lục Quân 2. Thì các bác nào mà thích thưởng thức món miền Bắc, sống ở miền Nam mà muốn nhớ về miền Bắc, thưởng thức được cái món này, chúng ta không phải về quê nữa đâu. Chúng ta sẽ đến đây, chúng ta sẽ thưởng thức được cái món chính người miền Bắc nấu nha. Rồi, em xin phép được tạm dừng video này. Xin chân thành cảm ơn.